Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2023 và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sáng nay Ban Chỉ huy quân sự quận Bình Thủy phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận tổ chức vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ Long Tuyền. Khoảng 100 cán bộ chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ của các phường và Ban Chỉ huy quân sự quận cùng lực lượng đoàn viên thanh niên tổ chức dọn dẹp vệ sinh, làm cỏ, phát quang cây cối khu liệt sĩ, khu từ trần và các khu vực xung quanh nghĩa trang. Nghĩa trang liệt sĩ Long Tuyền hiện có khoảng 900 mộ liệt sĩ và trên 1.000 mộ từ trần. Thông qua hoạt động nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc và trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Hưởng ứng tháng thanh niên, các cấp bộ đoàn quận Bình Thủy đã thực hiện 9 công trình, 22 phần việc thanh niên với tổng giá trị trên 200 triệu đồng.